Đa số những ai lần đầu tiên xây nhà sẽ có chung một câu hỏi: xây nhà sẽ hết bao nhiêu tiền? Tuy nhiên, để trả lời chính xác cho câu hỏi này thì thật là không dễ. Bởi lẽ xây nhà thì thời gian sẽ thường kéo dài từ 3 đến 9 tháng. Nếu không biết cách quản lý tài chính thì chi phí sẽ đội lên rất nhiều lần. Vậy để quản lý chính xác tài chính của gia đình mình thì hãy cùng xem những lưu ý mà LK sắp gửi tới dưới đây. 1. Chi phí phá dỡ nhà cũ. Nếu căn nhà của bạn được xây dựng trên nền đất nhà cũ thì bạn cần phải tốn thêm khoản chi phí phá dỡ, san lấp mặt bằng. 2. Chi phí gia cố móng. Trong trường hợp căn nhà được xây dựng trên nền đất yếu, gần sông, để đảm bảo sự kiên cố cho căn nhà thì bạn cần phải gia cố móng. Chi phí này sẽ phụ thuộc vào quy mô xây dựng và địa chất. 3. Chi phí cấp phép xây dựng. Tùy thuộc vào diện tích xây dựng nhà ở và khu vực xây dựng mà lệ phí xây dựng sẽ khác nhau. Bạn có thể tự xin giấy phép xây dựng hoặc sử dụng dịch vụ xin giấy phép xây dựng. 4. Chi phí xây dựng cơ bản. Gồm chi phí xây dựng phần thô và chi phí xây dựng hoàn thiện, chi phí nhân công, giám sát công trình, thuê nhà thầu. 5. Chi phí mua sắm vật tư thiết bị. Vật tư thiết bị là phần tiêu tốn chi phí khá lớn. Tùy thuộc vào quy mô xây dựng mà số lượng vật tư sẽ thay đổi. Chi phí này còn phụ thuộc nhiều vào nhãn hiệu vật tư mà bạn sử dụng. 6. Chi phí thiết kế. Thông thường chi phí thiết kế sẽ chiếm 3% chi phí dự toán. Chi phí này có thể được tiết giảm nếu bạn xây dựng đơn giản, xây theo mẫu sẵn. 7. Chi phí dự phòng các khoản phát sinh. Phát sinh chi phí là điều khó tránh khỏi trong nhà. Bạn cần dự trù một khoản chi phí dự phòng. Khoản chi phí này thường bằng 10% tổng chi phí đã cộng ở trên. Vừa rồi là những lưu ý trong việc quản lý chi phí xây dựng nhà ở. Để biết thêm bất cứ thông tin nào khác, hãy liên hệ LK ngay nhé!